Chúng ta tiếp tục đi làm bài 6 trang 134 chương 4 số phức của chương trình giải tích 12. Rồi chúng ta thấy là ở đây là nó đề bài 6 này yêu cầu là tìm z ngang. giờ biết z bằng như này. Chưa? Vậy thì uh, chúng ta thấy là vì uh, z nó bằng như này nên ta suy ra được z ngang bằng cái gì? Uh, trước tiên làm cái bài này thì thầy sẽ nhắc lại cái kiến thức cũ cho em. Dạ, z ngang đó chính là số phức liên hợp của của z giả sử bây giờ thầy cho là z nó bằng là a cộng b b I. thì suy ra z ngang được gọi là số phức liên hợp của của z và z ngang nó sẽ bằng là a trừ b b Đó. vậy thì chúng ta sẽ làm đối với câu a này để áp dụng cái kiến thức này thì chúng ta tìm số phức liên hợp của z là bằng 1 trừ y căn 2 bây giờ thì suy ra số phức liên hợp của nó z ngang áp dụng cái này vào thì nó chính là 1 cộng y căn căn 2 dạ. áp dụng ở đây này rồi tương tự thì uh, chúng ta sẽ làm cái bài uh, tiếp đó là câu B đó là người ta cho Z bằng là âm căn 2 cộng y căn căn 3 thì suy ra Z ngang à, uh, Z ngang nó bằng gì uh, à, bằng âm căn 2 trừ y căn căn 3 dạ. áp dụng cái kiến thức ở trên thì có được là Z ngang sẽ bằng là âm căn 2 trừ y căn căn 3. Tương tự thì chúng ta làm được câu C z bằng 5 thì suy ra được là z ngang sẽ bằng à, bằng mấy? Được chưa? Z ngang ở đây chính bằng 5. Được chưa? Vì ở đây là phần ảo của nó bằng không rồi. Câu D là z bằng 7y thì suy ra z ngang sẽ bằng là âm -7 7y. Đó. Đây là toàn bộ cái cách làm, đây là cách làm thông thường đối với bài này chúng ta có thể bấm máy tính cũng được yeah. bấm máy tính để chúng ta xác định được là số phức liên hợp của số phức z yeah. thầy sẽ hướng dẫn đối với câu câu a này rồi chúng ta cũng ấn vào mod 2 menu 2 giờ yeah, hiện chữ y rồi chúng ta để tìm số phức liên hợp của z bây yeah. giờ thì chúng ta ấn là optn này nó hiện ra cái số số phức liên hợp thì ta ấn số 2 và ta nhập vào thôi nó nhập ở đây là 1 Bây giờ 1 trừ Y căn 2 à, Căn 2 Bây giờ 1 trừ Y căn 2 Và ấn dấu ngoặc và ấn bằng Nó chính là 1 cộng Y căn, căn 2 Rồi tương tự Đối với câu B này cũng thế Ta di chuyển nguyên mũi tên lên Và xóa hết đi Và ta nhập vào là Đây là âm căn 2 Đúng không? Âm căn, căn 2 Cộng Y căn 3 Cộng Y căn căn 3 bàn bằng chỗ bằng nó chính là âm căn 2 trừ y căn căn 3. Tương tự đối với câu C và câu D thì chúng ta cũng nhập được đấy chưa? Rồi, ta nhập là 5 ấn bằng thì là là 5. Tương tự ta nhập là 7y bằng chính là âm -7 7y. Đó. Đây là cái cách chúng ta vừa dùng máy tính, chúng ta vừa tính bằng cách thông thông thường bây giờ tính bằng cơ sở lý lý thuyết rồi chào các em